Em buổi sáng nha, bữa nay em cũng về một con cũng máy thái xịn luôn mà máy chạy lướt tiếp tục ha anh em. Đây đây máy chạy lướt đây ha, thì chiếc này số khung của nó là 9299 nha. Đây là một con máy hắt từ Thái về ha. Rồi, giá tiền ở đây nha, cái này là máy thái nguyên xi nha anh em. Đó, em quay cho anh em xem luôn, đây là bông cuốn nó đây. Đó, chốc nó đất em chưa vệ sinh nha, cái này là hoàn toàn chưa vệ sinh, chưa đụng gì hết luôn. Máy là 1747 luôn, có tem lưu hành đồ đầy đủ hết. Xích này test nhưng mà họ đã làm rồi ha. Cái này thì con lăn riêng hết tất cả luôn. Quay sơ sơ đây ha. Đó. Máy quá đẹp luôn, để em đề máy cho anh em xem nha. Quá bén. Để em giả số lên đây đã. Rồi, ok. Không cuốn ở đây nha. Máy này em sẽ bao làm cho anh em, nhưng mà máy này không biết làm gì hết trơn. Nhưng mà cũng có kệ để báo làm bao dưỡng cho anh em từ sơ. Máy này máy chạy nước cho nên không có làm gì nhiều lắm. Đây chỗ hướng bao đây ha. Chỗ hướng bao thì mới chốc sơ rồi. Tới đây là em chưa có hoàn toàn, chưa vệ sinh, chưa làm gì hết. Nó bảo sao là mua gì vậy chen vậy đó. Còn đẹp luôn. Cấp thông ở đây ha. Còn đẹp luôn. Đời 221 gì vậy. Em muốn dừng video thì anh em dừng lại, rồi có gì phóng to lên đó anh em, khi em quay thời lượng video nó hơi ngắn á. Đó, đây nha, máy còn quá ok. Xong con này nha, cảm ơn em nhiều nha. Để quay kỹ lại cho anh em cái hàm, nãy em quên quay á. Đó, thì cái mới chốc sơn nhẹ nhẹ đây thôi nha. Đó, thấy không? Rồi. Nó về đây. Ê, hai container chứ. Của máy gạch và điện hợp, tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Đồng Hồ tỉnh Vĩnh Long á. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.